vị giáo sư này có một khả năng rất đặc biệt, bất cứ việc gì anh ta đều tính toán trước được 1 triệu khả năng. Giáo sư tập hợp biệt đội bất hảo toàn các anh tài, mục tiêu là đánh chiếm kho bạc liên triều giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nơi có khả năng in ra 1 triệu tỷ đồng chỉ trong 1 tuần. Giáo sư muốn cướp một lần hết 1 triệu tỷ, cả nhóm chuẩn bị vũ khí và đeo mặt nạ, họ trên chiếc xe buýt phóng tới sở in tiền. Lúc này có đoàn cảnh sát hộ tống một chiếc xe container, chúng chở giấy để đi vào xưởng in tiền, quãng đường phải đi qua một đập nước, không ngờ đi tới giữa đập liền bị cột thép chặn đường, những tên cướp đang dùng dây thừng để leo lên. Trước tiên hacker vô hiệu hóa thiết bị liên lạc của cảnh sát, từ trên xe buýt những gã đeo mặt nạ xuất hiện, liên tục bắn chỉ thiên để trấn áp tinh thần. Cả nhóm lần lượt vô hiệu hóa từng viên cảnh sát, thấy họ quá chuyên nghiệp cảnh sát đầu hàng không dám chống trả. Theo lệnh giáo sư băng cướp sẽ không giết một ai, thay vào đó đổi hết y phục cảnh sát để giả dạng họ. Khi vào tới cổng kiểm tra của sở in tiền, hacker từ thùng xe đột nhập vào hệ thống quản lý thông tin, thành công hợp pháp hóa danh tính lái xe bọn họ. Sau khi kiểm tra tất cả thông tin đều trùng khớp, bảo vệ cũng cho phép đoàn người tiến vào bên trong. Cùng lúc đó hai thành viên nữ đội tóc giả cũng vào sở in tiền. Họ mang theo chiếc túi lớn, bảo vệ phát hiện toàn là súng bên trong, nhưng cô gái đã nhanh tay dùng súng khống chế, sau đó xả súng lên trời để trấn áp tinh thần. Từ container những thành viên đeo mặt nạ cũng bước ra, họ chia nhau ra khắp nơi xả súng đe dọa, nhanh chóng khống chế được toàn bộ sở in tiền. Trong chớp mắt dồn hết 50 con tin vào một chỗ, anh hacker thì chiếm trọn trung tâm điều khiển và phòng camera. Tại đây Tae Hee tìm được một cô gái rất quan trọng, nữ sinh là con gái của nghị viên quốc hội tham quan ở đây. Băng đảng tiến hành bịt mắt con tin dồn vào một chỗ. Mọi việc diễn ra thuận lợi đúng như tính toán của giáo sư ở nhà. Chỉ ở đây tại đây là Đông Su đứng ra nói, tiền của nhà nước còn tính mạng là của các bạn, tốt hơn hết là hãy giữ mạng lại cho mình. Băng đảng tiến hành tịch thu tất cả điện thoại, các con tin đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Cùng lúc này hai người cùng hacker đang phá két giữ tiền. Ông lão siêu trộm với kỹ năng siêu đỉnh, thành công mở khóa két sắt bảo mật cấp quốc gia. Ba người sung sướng nhảy lên đống tiền tận hưởng, nhưng đống tiền này chỉ hơn 2.000 tỷ. Muốn có 1 triệu tỷ thì họ sẽ cần 1 tuần mới in xong, để kéo dài thời gian mà cảnh sát không nghi ngờ. Giáo sư đã tính toán 1 triệu khả năng sẽ đến, ông ra lệnh cho 4 người mang tiền ra ngoài, giả vờ đấu súng với cảnh sát như thật, diễn một cảnh như họ muốn bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bao vây, vì vậy hết cách phải vào trong để cố thủ lại. Cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng bắn trả, cảm thấy diễn đã đủ một người ném bom khói, sau đó rút vào trong sở in tiền và đóng cửa lại. Đương nhiên giáo sư cho họ mặc áo chống đạn nên không hề hấn gì. Phía chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên họp khẩn, họ đã tin rằng nhóm cướp muốn bỏ trốn nhưng không được nên vào trong cố thủ. Bên trong sở in tiền giáo sư cho thực hiện bước thứ hai, họ phân phát cho tất cả con tin một bộ đồ màu đỏ, giống hệt như bộ đồ mà họ đang mặc. Cảnh sát có tấn công vào cũng không biết ai là con tin. Cùng lúc đó anh hacker cũng là một đường kết nối bí mật, để giáo sư trực tiếp chỉ đạo tất cả từ bên ngoài. Lúc này Tae Hee là đàm phán viên hàng đầu Hàn Quốc đã tới, bên phía Triều Tiên thì cử đại tá Choi phối hợp thực hiện. Đại tá Triều Tiên muốn xông vào trấn áp ngay, mặc cho con tin có chết cũng không quan trọng, nhưng Tae Hee lại ưu tiên việc giữ an toàn cho mọi người. Cô điện vào bên trong đàm phán với băng cướp, nhưng thực ra hacker đã nối máy cho cô nói chuyện với giáo sư bên ngoài. Đương nhiên giáo sư dùng phần mềm thay đổi giọng, Tae Hee yêu cầu hãy thả nhóm học sinh cấp 3 ra trước. Giáo sư giả vờ nói ba người chúng tôi sẽ xem xét việc này. Anh cố tình nói có 3 người để cảnh sát chủ quan, sau đó lập tức cúp máy. Chỉ huy trưởng nghe nói chỉ có 3 người thì lập tức muốn tấn công ngay, mặc cho Tae Hee ngăn cản có thể chỉ là cái bẫy. Nhưng chỉ huy trưởng không nghe theo, còn ra lệnh cho Tae Hee về nhà không cần đàm phán nữa. Lúc ra bên ngoài Tae Hee nhận được tin nhắn người yêu hẹn gặp, cô lái xe đến cửa hàng cà phê của anh tình nhân. Thật không ngờ bạn trai của Tae Hee lại chính là giáo sư. Thì ra giáo sư tính toán được Tae Hee là đàm phán viên giỏi nhất, nhất định Hàn Quốc sẽ cử cô này đàm phán. Nên giáo sư đã chủ động tán tỉnh cô này trước đó vài tháng rồi. Cặp tình nhân bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Giáo sư biết phía Triều Tiên sẽ tấn công vào xưởng in tiền, ông vội nhắn tin báo cho động đội. Quả nhiên lúc này đại tá Choi đang điều động đặc nhiệm tiến vào. Hacker quan sát thấy cánh cửa mà họ đang đến, băng đảng lập tức dẫn con tin đến chỗ đặc nhiệm chuẩn bị ập vào. Cảnh sát khoan một lỗ nhỏ đưa camera vào trong quan sát, họ bất ngờ khi thấy có quá nhiều người mặc đồ màu đỏ, tất cả đều đeo mặt nạ và cầm súng trên tay. Đồng thời có 2 con tin phát sóng trực tiếp thông báo, họ vào nhóm cướp đều mặc đồ giống nhau. Ông chỉ huy trưởng nhận được tin báo, con bé đang phát sóng trên YouTube là con gái của đại sứ Mỹ. Đại tá Choi lập tức ra lệnh rút quân. Xong việc Đông Su kêu các con tin bỏ mặt nạ, quả là một nước cờ đầy cao tay của anh giáo sư. Phía Tae Hee đang trò chuyện với giáo sư thì nhận được điện thoại, cô cần quay lại hiện trường đàm phán. Tae Hee rời đi, giáo sư lập tức quay vào trong nhà. Anh ra lệnh cho đồng đội hãy thực hiện bước tiếp theo, đó chính là khởi động máy in tiền ra 1 triệu tỷ. Mọi người cùng nhau ồ ạt in tiền, tăng công suất in lên mức tối đa. Giáo sư nói với Đông Su cần quản lý con tin cho tốt, đồng thời ra lệnh cho con tin đào một đường hầm. Phía Tae Hee quay lại căn cứ. Sau vụ dự đoán tối qua thì giờ mọi người rất nghe lời cô. Tae Hee nói với mọi người việc kiểm soát 50 con tin cực khó, chắc chắn sẽ có con tin trốn được ra ngoài. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi họ báo tin đến.
Bên trong ông dâu rậm đang chỉ đạo nhóm con tin đào đường hầm, cố ý nói rằng đây là đường để họ tẩu thoát, tranh thủ lúc hai bố con ra ngoài nói chuyện riêng. Tên giám đốc xưởng đúc tiền nói với nhân viên của hắn, họ cần tìm cách thông báo với cảnh sát bọn cướp đang câu giờ để in tiền. Một người xung phong chấp nhận giả vờ bị thương, nhân lúc ông dâu rậm bị chú ý, anh giám đốc kịp lẻn ra ngoài bằng phía cửa sau. Vì là giám đốc nên hắn thông thuộc địa hình ở sở in tiền, rất nhanh đã tới được phòng triển lãm. Lúc sắp thoát thành công thì bị Season bắt được. Tên giám đốc nói phép là do nhân viên của mình bị thương nên hắn ta mới đi tìm hộp thuốc y tế. Cảm thấy những con tin đang có dấu hiệu làm loạn, trưởng nhóm Đông Su lập tức tập hợp tất cả con tin. Anh ra lệnh cho các con tin Triều Tiên đứng về bên phải, còn người Hàn Quốc đứng về bên trái. Kể từ thời điểm này, nếu bên Hàn Quốc mắc lỗi thì bên Triều Tiên bị phạt và ngược lại. Vì vậy các người phải tự giám sát nhau. Nhưng trong lúc đang ăn cơm tối, tên giám đốc kêu cô bồ nhí Mi Son lẻn vào phòng làm việc. Trong hộc tủ có một chiếc đồng hồ thông minh, dùng nó báo với cảnh sát bọn cướp đang câu giờ để in tiền. Khi thấy cô thư ký có vẻ sợ sệt, hắn hứa sẽ ly dị vợ để cưới cô ta sau khi thoát khỏi đây. Tóc buộc thấy cả hai có vẻ khả nghi nên đến hỏi chuyện. Tên giám đốc nói phép cô ấy mang bầu nên tôi hỏi thăm, tưởng cô có bầu thật. Tóc buộc cho cô ở cùng phòng với con gái đại sứ Mỹ nghỉ ngơi. Tại đây hai người bàn kế hoạch lấy chiếc đồng hồ. Cô nữ sinh giả vờ yêu cầu cần đi vệ sinh, thế là anh hacker liền dẫn đi để cô thư ký ở lại. Nhân cơ hội đó cô thư ký lẻn đi tìm chiếc đồng hồ. Trong nhà vệ sinh nữ sinh cũng tìm cách kéo dài thời gian, cô trực tiếp hôn anh hacker đắm đuối. Bên này thư ký đã lấy được chiếc đồng hồ, phía bên ngoài nhóm đặc vụ liền nhận được tín hiệu, nhưng thư ký chưa kịp nhắn thì anh tóc buộc đã đi vào. Cô đành nói mình bị đói nên tìm đồ ăn, tóc buộc tốt bụng đưa đồ ăn cho cô ấy, bởi vì anh nghĩ cô gái này có bầu thật. Thư ký định bật chiếc đồng hồ lên thì tóc buộc quay lại, hắn túm lấy tay cô hỏi có phải tên khốn kia đã đánh cô. Thư ký nói thực ra anh ta đã có vợ rồi. Nói xong tóc buộc liền dẫn cô thư ký đi. Bên ngoài Tae Hee hoang mang khi mất tín hiệu từ chiếc đồng hồ. Cô sợ rằng người giữ đồng hồ đã bị thủ tiêu nên mới gọi điện cho băng cướp dò hỏi. Giáo sư nói sẽ không ai có thể liên lạc ra ngoài. Tae Hee liền biết băng cướp vẫn chưa biết con tin có đồng hồ thông minh. Cấp dưới nói sẽ gửi một đường link đến chiếc đồng hồ đó, chỉ cần con tin nhấn vào, ta có thể quan sát được những gì diễn ra ở bên trong. Lúc này tóc buộc dẫn thư ký đến gặp tên giám đốc để giáo huấn. Mày dám làm cô ấy có bầu khi đã có vợ sao? Thư ký giả vờ đến can ngăn rồi nhét đồng hồ vào túi giám đốc. Phía giáo sư ở nhà ngẫm nghĩ lại lời nói của đàm phán viên, lời nói của cô ta rất tự tin, ắt hẳn có gì đó bất thường. Giáo sư lập tức nhắn tin rủ cô giáo sư đi ăn. Trùng hợp thay Tae Hee lúc này cũng đến giờ nghỉ và đang đói, thấy tin nhắn của nhân tình thì đồng ý ngay. Cô đến nhà giáo sư dùng bữa anh đã chuẩn bị, vô tình nói bọn em sắp phá được vụ án đó rồi. Giáo sư nghe được thì ngẩn người ra. Lúc này Tae Hee có điện thoại nên anh giáo sư liền đi vào để nghe trộm. Nữ chính nói với đồng nghiệp về chiếc đồng hồ của con tin. Lúc nói chuyện cô nhìn vào gương thấy người yêu đang nghe lén. Khi giáo sư ra ngoài, Tae Hee liền chất vấn tại sao anh nghe lén, còn để luôn còng số 8 định bắt anh. Giáo sư nhanh trí nghĩ ra một câu chuyện. Anh nghi ngờ em có người khác nên mới phải nghe lén. Anh thật sự rất trân trọng mối tình hai đứa mình. Tae Hee thấy có lý liền xin lỗi ngay. Em hứa là chỉ hẹn hò với mình anh thôi mà. Khi Tae Hee rời đi, giáo sư thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi cho Đông Su báo có kẻ đang giữ đồng hồ thông minh. Chúng đang cố tiết lộ việc in tiền cho cảnh sát. Đông Su vội vàng tập hợp tất cả các con tin tập trung. Lúc anh đang đe dọa sẽ giết ai giữ đồng hồ, giám đốc nép sau lưng thư ký bật nguồn chiếc đồng hồ lên, sau đó nhấp vào link mà cảnh sát gửi. Bây giờ cảnh sát bên ngoài đã kết nối được. Đông Su kêu tên giám đốc tiến lên, hắn ta liền đưa chiếc đồng hồ cho thư ký rồi lên phía trước. Đông Su đưa cho tên giám đốc thiết bị quét kim loại, mày hãy tìm người đang giữ chiếc đồng hồ. Thư ký sợ hãi giấu chiếc đồng hồ vào bên trong áo. Tên giám đốc cầm thiết bị lần lượt quét từng người, đến cô bồ nhí anh cố tình quét ở xa, nhưng Đông Su cầm tay bắt phải quét lại. Rất nhanh đã có chuông cảnh báo vang lên. Đông Su cởi áo thư ký, may là thấy sợi dây chuyền, không ngờ lúc bỏ đi thì chiếc đồng hồ lại rơi xuống. Đông Su tức giận dẫm nát chiếc đồng hồ thông minh. Phía cảnh sát vì vậy cũng mất tín hiệu. Bên trong Đông Su tức giận ra lệnh hành quyết thư ký. Các thành viên khác phản đối vì giáo sư đã chỉ thị không giết người, nhưng Đông Su vẫn kiên quyết một mực. Anh rút súng nói cần xử tử để làm gương cho kẻ khác. Tóc buộc tốt bụng bảo cô ta đang mang bầu. Đông Su nói nhỏ nó lừa vậy mà mày cũng tin hay sao. Sau đó đưa cho tóc buộc khẩu súng để xử cô ấy. Tóc buộc kéo thư ký rời đi trước sự kinh hoàng của mọi người. Giáo sư thấy vậy gọi vào yêu cầu dừng lại, nhưng Đông Su ra lệnh mặc kệ không ai được nghe máy. Bên ngoài tóc buộc chuẩn bị xử cô thư ký kia, anh hỏi tại sao cô lại lừa tôi là đã có bầu. Cô thư ký sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Tóc buộc xin lỗi rồi nổ súng bóp cò. Các con tin nghe tiếng súng thì vô cùng sợ hãi. Đông Su đe dọa các người hãy lấy đó mà làm gương, ai trái lệnh lập tức bị bắn. Đông Su sau đó đi tới kiểm tra, thấy thư ký nằm sàn cùng vệt máu lớn. Anh cẩn thận dẫm lên tay để kiểm tra cô chết hay chưa. Sau đó lệnh cho tóc buộc xử lý cái xác. Season bất bình vì chuyện này muốn gọi cho giáo sư, nhưng Đông Su đã vào cản lại. Anh nói chỉ vì chiếc đồng hồ mà kế hoạch suýt thất bại rồi, họ cần làm vậy để tránh con tin nổi loạn. Tôi sẽ tự nói cho giáo sư biết khi kế hoạch kết thúc. Season muốn rút súng làm phản, nhưng hai tên to béo đều về phe của Đông Su.
cô gái hết cách đành phải bỏ ra ngoài. Season tìm đến tóc buộc mới phát hiện thư ký chưa chết, hóa ra tóc buộc là người tốt bụng, lúc nãy chỉ là bắn vào đùi để cô thư ký giả chết mà thôi. Season đề nghị hai người họ sẽ giữ kín việc này, cô băng bó vết thương và tiêm kháng sinh cho thư ký. Season nói với tóc buộc vì Đông Su đã cố ý giết người, bây giờ chúng ta phải loại hắn khỏi vị trí chỉ huy. Phía Tae-hee xem được một chút video từ chiếc đồng hồ quay được, họ nhìn được gương mặt của anh hacker. Tae-hee liền yêu cầu hãy kiểm tra lại tất cả băng ghi hình của sở in tiền, vì băng cướp kiểu gì cũng sẽ đến đó để thăm dò trước. Quả nhiên họ đã phát hiện hacker đã tới cùng một cô nữa. Tae-hee nói truy xét từ việc hai người này đã gặp những ai, họ có thể tìm ra các thành viên của băng nhóm trong sở in tiền bố của tóc buộc đang đào đường hầm. Thực chất đường hầm này mới là thật, còn đường hầm mà những con tin đào là đường hầm giả, mục đích để đánh lừa cảnh sát mà thôi. Lát sau khi cả nhóm dùng bữa, thấy Season ra ngoài, Đông Su liền ra hiệu cho đàn em đi theo. Ngay lúc tên béo sắp phát hiện ra phòng của cô thư ký, tóc buộc kịp thời xuất hiện tấn công tên này. Sau một hồi giao đấu vất vả với tên to con, tóc buộc cuối cùng cũng hạ được hắn. Không may lúc này tên đầu chọc đang đi tuần tra, vô tình lại vào đúng phòng nơi cô thư ký đang ở. Đúng lúc hắn phát hiện thì Season đã dí súng vào đầu, sau đó cô gái cùng Denver dí súng vào Đông Su. Nội bộ của băng đảng bây giờ bắt đầu lục đục, họ gọi điện cho giáo sư nhưng anh đã ra ngoài không nghe máy. Thì ra giáo sư đang lái xe đến trực tiếp sở in tiền. Anh bật còi hú chiếc xe hơi của mình thu hút cảnh sát, nhân cơ hội đó lẻn vào bên trong. Trong phòng cảnh sát đã tìm được danh tính của hacker và một cô nàng. Tae-hee đề nghị mang bố mẹ anh tới để giúp đàm phán. Đúng lúc này chàng giáo sư tiến vào trại chỉ huy. Anh lấy lý do vào đưa điện thoại cho cô vì mẹ gọi, nhân cơ hội đó thăm dò xem cảnh sát ở đây đã biết được gì. Hóa ra bà mẹ gọi vì tên chồng cũ ly dị đã đón con gái của Tae-hee đi mất. Tae-hee lập tức gọi điện cho tên chồng cũ mắng chửi, bởi vì cả hai vợ chồng này đang tranh chấp quyền nuôi con nên anh chồng bị cấm gặp con mình. Tae-hee yêu cầu anh chồng hãy đưa con bé về ngay. Sau đó Tae-hee lạnh lùng mời giáo sư ra về, vì đây là cơ quan an ninh anh không thể ở lại. Nhưng giáo sư đã có được điều mình muốn, vì lúc nãy trong phòng điều khiển anh đã nhanh mắt thấy bức hình hai đồng đội của mình. Bên trong Seo-ji nói Đông Su đã phạm luật không giết của giáo sư, vì vậy chức chỉ huy ở đây sẽ bị bãi bỏ. Đông Su nói vậy thì biểu quyết, không ngờ số người muốn bãi bỏ anh lại đông hơn. Lúc này giáo sư về nhà thấy nhóm của mình đang lục đục, anh lập tức điện thoại vào bên trong hỏi tình hình. Đông Su nói mình đã giết một con tin và Season muốn lật đổ anh. Giáo sư rất tức giận vì nguyên tắc mình đề ra bị phá bỏ. Đồng thời giáo sư thông báo cảnh sát đã có danh tính của anh hacker, tất cả là tại chiếc đồng hồ thông minh đã quay được mặt cậu. Tình hình nội bộ vốn lục đục giờ càng tệ hại, cô nàng lừa đảo bây giờ lại quay sang chĩa súng vào Season, vì cho rằng Đông Su cảnh cáo con tin như vậy là cũng đúng. Hacker thì làm loạn lên vì sợ bố mẹ ở nhà biết mình làm cướp rồi. Tình hình càng tệ hơn khi ông bố biết tóc buộc đã giết thư ký. Ông từ trước tới nay chỉ muốn con mình là người tốt bụng, không muốn con vì chuyện này mà phải vào tù. Ông nảy lên ý nghĩ dừng tất cả chuyện này lại, chính là mở cửa ra ngoài để nhận tội thay con trai. Nghĩ tới đây quả nhiên ông đã ấn nút mở cửa. Ông một mình tiến ra bên ngoài, tóc buộc cũng chạy theo phía sau. Tae-hee thấy cơ hội ngàn vàng liền chỉ đạo đặc nhiệm tiến tới. Tóc buộc vội đeo mặt nạ bay đến quật ngã bố mình. Anh kêu bố phải che mặt lại, đồng thời giải thích mình chưa hề giết con tin, nhưng bây giờ làm sao mà vào được trong chứ? Bởi lúc này đội đặc nhiệm đã bao vây họ rồi. Hơn nữa Tae-hee rất tinh mắt nhận ra hai người kia là cướp. Đại úy nghe vậy liền ra lệnh cho lính bắn tỉa. Vào tình huống khó khăn này Đông Su thể hiện tài lãnh đạo. Anh cho tập hợp một số con tin để tiến ra bên ngoài. Bên ngoài Tae-hee tuyên bố tôi đã biết hai người là cướp. Đại tá Choi ra lệnh cho quân đội tiến lên bắt sống hai người. Không ngờ lúc này có rất nhiều người đeo mặt nạ tiến ra, khiến cảnh sát lập tức bị nhiễu loạn, không biết đâu là con tin đâu mới là cướp. Các con tin đứng xung quanh bảo vệ hai người, một người đeo mặt nạ cho ông râu rậm. Không may lúc đang rút vào trong thì hai tên cướp lại cãi nhau, kết quả làm rơi khẩu súng. Tên giám đốc liền nhặt súng chỉ vào tất cả mọi người. Các con tin và nhóm cướp thấy vậy đành hạ súng giơ tay đầu hàng, khiến cảnh sát hiểu lầm tên giám đốc là cướp. Đại úy xúi giục Tae-hee ra lệnh bắn tên đó ngay. Kết quả Tae-hee liền ra lệnh bắn tỉa bóp cò hạ gục giám đốc. Cảnh sát lúc này mới nhận ra kẻ bị bắn là giám đốc sở in tiền. Nhân lúc cảnh sát đang chưa biết làm sao, nhóm cướp liền kéo con tin cùng đồng đội đi vào. Họ vội vàng sơ cứu cho tên giám đốc, với vết thương nặng thế này, họ chỉ có cách phải gọi bác sĩ vào hoặc thả hắn ra. Phòng điều khiển của cảnh sát bây giờ vô cùng hoảng loạn, nếu tên giám đốc có mệnh hệ gì thì họ cũng xong đời. Tae-hee gọi điện cho giáo sư yêu cầu được cho bác sĩ vào cấp cứu, vì kế hoạch của giáo sư không muốn chết ai, nên ông đồng ý cho cảnh sát đưa bác sĩ vào. Đại tá ra ngoài đề nghị Tae-hee cho mình vào cùng đội y tế. Tae-hee biết đây là cơ hội vàng để khống chế băng đảng. Lúc cứu chữa băng đảng sẽ phải cử người canh gác, nhân cơ hội đó họ sẽ cho cảnh sát đột nhập, đồng thời mang theo rất nhiều bộ đồ giống của bọn cướp. Đại tá được trang bị một chiếc mắt kính có camera, giúp cảnh sát quan sát được bên trong sở in tiền. Rất nhanh đại tá cùng bác sĩ tiến vào bên trong. Giáo sư theo dõi giám sát ở nhà liền nhận ra đại tá, bởi lúc nãy khi xông vào trại anh đã nhìn thấy hắn ta. Giáo sư lập tức báo cho Đông Su gã đeo mắt kính là cảnh sát. Cùng lúc này một đội đặc nhiệm mặc áo của cướp
cũng tiến đến đường ống thông gió để đột nhập. Nhóm bác sĩ cùng đại tá tiến vào bên trong. Trên đường đi cảnh sát đều quan sát được hết. Anh đại tá cố tình quay ngang dọc để quay lại video. Đội y tế bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật cho tên giám đốc, nhưng đại tá Choi luống cuống vì không quen với trình tự phẫu thuật. Đông Su tiến đến chĩa súng vào đại tá Choi, yêu cầu anh ta hãy cầm dao lên mổ cho tên giám đốc. Đại tá biết kiểu gì cũng lộ, hết cách đành tự nhận luôn mình là cảnh sát, nhưng mình chỉ đi theo để bảo vệ an toàn cho đội y tế mà thôi, hoàn toàn không có động cơ nào khác. Đông Su nghe thấy hợp lý nên cũng đồng ý cho bác sĩ tiếp tục. Phía bên này cô thư ký cũng cần phẫu thuật gấp, nếu để lâu hơn cô sẽ đi đời. Tóc buộc trong phòng mổ giả vờ làm đổ khay đựng dao. Nhân cơ hội đó mà trộm một cái, phía nhóm cảnh sát mặc áo đỏ đã vào được trong qua ống thông gió. Giáo sư lúc này ngồi quan sát tình hình phòng mổ qua camera, nhưng anh ta cảm thấy có gì đó lấn cấn. Dựa vào khả năng suy luận 1 triệu khả năng, rất nhanh đã phát hiện ra mắt kính của đại tá Choi rất bất thường. Nhớ lại thì kính này cũng khác kính anh ta đeo lúc ở trại, có lẽ là để phát video ra ngoài. Nếu thế thì khả năng cao nhất là kế nghi binh, đánh lạc hướng băng cướp và cho nhóm khác đột nhập. Quả nhiên suy đoán của giáo sư không sai chút nào. Lúc này nhóm cảnh sát mặc áo cướp đã thành công đột nhập trong. Giáo sư liền ra một kế sách ứng phó hoàn hảo. Lúc này nhóm phẫu thuật đã xong lên rời đi. Đại tá Choi ra đến ngoài thì đơ cả mặt, bởi băng cướp đã thay đổi hết mặt nạ rồi. Đây chính là tính toán nằm trong triệu nước đi của giáo sư. Tae-hee vội vàng điện thoại cho nhóm cảnh sát mau rút về. Đại tá Choi cũng vội chạy ra bên ngoài rồi thông báo ngừng tác chiến. Thế là băng đảng này lại một lần nữa chiến thắng kế sách của Tae-hee. Thì ra trước đó giáo sư đã lập kế hoạch cùng đội nhóm. Kiểu gì cảnh sát cũng dùng con ngựa thành Choi, nên họ cần mang mặt nạ khác nữa để tránh cảnh sát giả dạng. Mọi sự đều nằm trong tính toán của giáo sư. Trung tâm chỉ huy bên ngoài không ngờ giáo sư lại giỏi đến thế, nhưng họ còn không thể ngờ được. Bây giờ cảnh sát nói gì giáo sư cũng đều nghe thấy, bởi anh hacker nói mình đã cài mã độc nghe lén vào điện thoại của đại tá Choi. Phía tóc buộc trộm được con dao mổ chuẩn bị phẫu thuật cho cô thư ký, bất ngờ Đông Su dí súng vì phát hiện ra. Thấy cô thư ký còn sống nên Đông Su muốn hành quyết, nếu để đám con tin biết được thì sẽ không còn sợ sệt. Đông Su nhất quyết bắn mặc kệ tóc buộc ngăn cản. Ngay lúc nguy cấp cô lừa đảo dí súng vào Đông Su, ép phải để mọi người cứu cô y tá. Lúc này cô gái lên cơn co giật. Chàng hacker từng là bác sĩ nên phẫu thuật cho cô, thành công gắp ra viên đạn. Lát sau thư ký tỉnh lại thì thấy tóc buộc đang truyền máu cho mình. Thời gian vừa rồi gần gũi đã khiến họ có tình cảm. Giáo sư nhìn qua camera thấy cô thư ký vẫn còn sống thì vui mừng lắm, lập tức tuyên bố từ nay Season lên làm chỉ huy. Còn Đông Su thì bị tạm trói và nhốt trong phòng để đồ. Bên ngoài truyền thông bắt đầu lên án Tae-hee vì ra lệnh bắn nhầm con tin, khiến Tae-hee vô cùng áp lực ngồi khóc ở nhà. Việc này cũng nằm trong tính toán của giáo sư, anh chủ động đến an ủi cô ấy, cả hai quấn lấy nhau làm những chuyện xấu hổ. Bên trong sở in tiền vẫn còn một anh cảnh sát Triều Tiên, hóa ra lúc nãy tên này không hề rút lui ra bên ngoài, mà chấp nhận ở lại tìm cách giả làm con tin. Rất nhanh đã trà trộn vào cùng những con tin khác, đại tá Choi lúc này đi gặp mặt một lãnh đạo Triều Tiên. Lãnh đạo nói những kế hoạch của chúng ta đều bị bọn cướp bắt bài. Rất khả năng cô thanh tra bên phía Hàn Quốc đã bị lợi dụng, vì hội nghị kinh tế giữa hai miền Nam Bắc sắp diễn ra. Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh, dù có chết hết các con tin cũng phải kết thúc vụ này. Thế là đại tá ra ngoài tập hợp lực lượng Triều Tiên, bí mật thực hiện kế hoạch mà không cho phía Hàn Quốc biết. Mục tiêu là tìm và giết hại giáo sư, không có hắn thì bọn cướp như rắn mất đầu. Trong sở in tiền cảnh sát Triều Tiên họp với nữ sinh và giám đốc, họ muốn bắt một tên cướp để ép cung hỏi giáo sư là ai. Tên giám đốc đề nghị thư ký dụ tóc buộc đến, hắn ghen tị vì hai người đã yêu nhau. Thư ký đau lòng lắm nhưng cũng nhận lời. Cô nhờ một người đưa giấy hẹn tóc buộc đến nhà kho. Tóc buộc hí hửng tiến vào nhà kho nghĩ sẽ được xếp hình, nhưng cái nhận được là bị cảnh sát đánh cho bất tỉnh. Tên giám đốc dùng nhục hình hỏi giáo sư là ai, nhưng tóc buộc nhất định không khai gì. Tên giám đốc ngu ngốc liền suy đoán, nhất định giáo sư là cô gái Season. Bởi lúc nãy tôi thấy hắn giơ tay chào cô ấy, thuộc hạ báo tin vào cho đại tá đã tìm thấy giáo sư là cô gái Season. Đại tá liền ra lệnh thủ tiêu ngay người đó, đồng thời chuẩn bị lực lượng vũ trang để tấn công vào. Anh cảnh sát Triều Tiên nhấn nút báo cháy gây nhiễu loạn, băng đảng lập tức loạn hết cào cào cả lên. Đồng thời anh cảnh sát cho xịt bình cứu hỏa, kích hoạt phun sương gây hạn chế tầm nhìn. Phía tên giám đốc đang đánh tóc buộc để xả giận, thư ký thấy vậy liền lao vào ngăn cản. Tên giám đốc ghen tức vì bị cướp mất bồ nên cầm cờ lê, thư ký hết cách đành phải cầm súng. Thấy cô gái nguy hiểm, anh tóc buộc trợ giúp một chân, hai người đánh gục giám đốc rồi thư ký giải cứu cho tóc buộc. Tình thế loạn cào cào khiến chỉ huy Season không biết làm sao. Cô ra lệnh tập hợp hết con tin vào một chỗ, sau đó cùng anh đầu chọc đi tìm nguyên nhân, nhưng khắp nơi đều là khói. Đây chính là thời cơ hoàn hảo để anh cảnh sát Triều Tiên ra tay. Phía hacker vào phòng thấy Đông Su đang nằm dưới đất co giật, chàng trai liền mở khóa cho Đông Su, kết quả bị Đông Su siết họng cho ngất. Bên này cảnh sát Triều Tiên đã ngắm chuẩn Season chuẩn bị bóp cò, bởi anh vẫn nghĩ cô ấy là giáo sư. Không ngờ lúc nguy cấp có người bắn anh cảnh sát, thì ra chính là Đông Su xuất hiện giải cứu kịp thời. Giáo sư gọi điện thoại vào xưởng đúc tiền, Season nói nên để cho Đông Su quay lại làm chỉ huy, vì lúc nguy cấp chỉ anh ấy mới đủ bản lĩnh lãnh đạo.
Đông Su cũng đồng ý không giận mọi người. Lúc này Tae Hi gọi điện thoại đàm phán với giáo sư. Cô ta sau tiếng súng hôm qua dư luận đang áp lực, cả xã hội đòi trấn áp vũ trang ngay bây giờ. Tôi cần vào đó để xác nhận nếu con tin an toàn thì sẽ không tấn công vũ trang. Điều này đã nằm trong tính toán của giáo sư nên anh đồng ý. Giáo sư sau đó nói với mọi người trong băng đảng, dư luận là mảnh ghép quan trọng. Mọi người hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch ngày mai. Đông Su sau đó ra thông báo với con tin, ngày mai sẽ cho thanh tra vào đây xác nhận sự an toàn của các bạn. Người nhà muốn thấy các bạn khỏe mạnh để yên tâm. Tên giám đốc liền bàn với hai người một cách hay. Hắn kêu cô nữ sinh hãy đưa mảnh giấy nhắn cho cảnh sát. Nếu có bị bắt thì chúng cũng không dám giết nữ sinh. Dù sao cô cũng là con của đại sứ Mỹ. Nữ sinh liền đi viết lời nhắn lên tờ tiền. Chúng đã giết cảnh sát và đang in 1 triệu tỷ. Bên ngoài truyền hình cả nước phát sóng trực tiếp vụ xác nhận con tin. Tae Hi cùng anh quay phim bước vào sở in tiền. Đông Su không hề đeo mặt nạ tiến ra chào đón. Lần lượt từng người được đưa ra xác nhận an toàn. Đến lượt cô con gái của đại sứ Mỹ bước ra. Cô giả vờ bật khóc nức nở để Tae Hi an ủi. Nữ sinh định đưa tờ tiền lại bị Season ngăn lại. Sau đó nữ sinh bị đưa vào trong và lộ ra tờ tiền. Nhưng vì là con của đại sứ Mỹ nên cả nhóm mặc kệ. Đông Su dẫn tất cả con tin ra trình diện trước công chúng. Tae Hi cầm danh sách để điểm danh từng người. Sau một hồi nữ thanh tra nói còn thiếu anh cảnh sát Triều Tiên. Đông Su nói không hề có con tin đó. Nữ thanh tra liền hỏi có ai biết anh cảnh sát này không. Mục đích để phơi bày việc nhóm cướp đã giết người trước công chúng. Thanh tra tiến đến hỏi cô bé nữ sinh. Nữ sinh chuẩn bị nói thì bị Season bịt miệng lại. Tae Hi thừa thắng xông lên vạch mặt có phải các người này đã giết anh ấy. Dư luận vô cùng tức giận với việc này. Những tưởng Tae Hi đã thành công dẫn dắt dư luận, nào ngờ tất cả đều đã nằm trong tính toán của giáo sư. Lúc này một kẻ bịt mặt được dẫn tới, mở mặt nạ ra lại chính là anh cảnh sát Triều Tiên. Vì ngày hôm qua Đông Su có bắn vào người, nhưng anh ta có mặc áo chống đạn nên không sao cả. Giáo sư lợi dụng việc này để chiếm sự ủng hộ từ dư luận. Màn hình chiếu video anh cảnh sát Triều Tiên đột nhập vào xưởng in tiền, gây nhiễu loạn để triệt hạ chỉ huy của băng cướp. Đông Su nói nếu chúng tôi không ngăn cản kịp thời thì cảnh sát đã ập vào trấn áp khiến rất nhiều con tin thiệt mạng. Cảnh sát không hề quan tâm đến sự an toàn của các con tin. Người nhà con tin bên ngoài nghe vậy vô cùng phẫn nộ. Đông Su nhân cơ hội tuyên bố trên truyền thông, chúng tôi tuy là cướp còn biết bảo vệ tính mạng con người, còn lũ cảnh sát chỉ muốn bảo vệ tiền mà mặc kệ các bạn. Tae Hi thất bại thất thần bước ra bên ngoài, bây giờ cô phải chịu sức ép cực kỳ lớn từ dư luận và từ cấp trên. Tae Hi chán đời rút giáo sư ra ngoài đi dạo. Giáo sư bảo em thôi việc ở sở đúc tiền được không? Vì anh thấy em vất vả quá. Tae Hi cảm động ôm anh giáo sư vào lòng. Chàng giáo sư cũng nhen nhóm cảm giác tội lỗi với cô ấy. Tae Hi thỏ tay vào túi vô tình thấy một mẩu tờ tiền. Thì ra hôm qua nữ sinh đã nhanh tay bỏ vào túi cô. Tae Hi lập tức hiểu ra băng cướp đang in tiền bên trong. Bên này đại tá Choi trực tiếp tìm đến nhà giáo sư. Hắn nghi ngờ anh vì hôm trước đã xông vào sở chỉ huy đội đặc nhiệm. Đại tá sau đó giả vờ đi vệ sinh. Rất nhanh hắn đã tìm được căn phòng bí ẩn. Lúc này giáo sư cũng xuất hiện ở đây. Đại tá cho nhanh tay lấy một con dao dọc giấy, sau đó tạm biệt giáo sư để về. Trên xe hắn gọi cho đàn em xét nghiệm dấu vân tay. Giáo sư cũng nghe được cuộc điện thoại và biết được đại tá đã lấy của mình một con dao. Nếu để hắn tra ra dấu vân tay thì coi như hỏng. Lúc này ứng cử viên tổng thống Ô tới gặp Tài Phiệt Han. Tài Phiệt nói bọn cướp đang in 1 triệu tỷ để cướp, chúng ta cần số tiền này để tranh cử tổng thống cho anh, vì vậy hãy lập tức trấn áp vào sở in tiền để bắt giữ bọn cướp. Ứng viên hỏi vậy còn con gái của đại sứ Mỹ thì sao? Tài Phiệt nói vậy thì hãy giết nó rồi hãy tấn công vào. Ứng viên tổng thống liền điện vào cho một tên cướp. Quả nhiên khi nữ sinh đang ngồi thì có kẻ ném tờ giấy vào, trên đó ghi xuống tầng hầm tôi sẽ giúp cô trốn thoát. Bên này Tae Hi phát hiện ra chi tiết quan trọng, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ quyết định in ra 1 triệu tỷ đồng. Với mục đích phát triển vùng kinh tế chung của Hàn Quốc và Triều Tiên, Tae Hi liền đến gặp tên chồng là ứng viên tổng thống. Cô ta hỏi có phải hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ bí mật in 1 triệu tỷ đồng, và các anh sẽ đáp chọn số tiền đó. Ứng viên liền nói sao cô không dùng vũ lực để trấn áp bọn kia, có phải vì con gái của đại sứ Mỹ mà không dám hành động. Câu nói buột miệng khiến Tae Hi chợt hiểu. Có phải các anh sẽ giết con bé để mà đột kích? Tae Hi lập tức gọi điện cho giáo sư. Cô báo rằng trong băng cướp có một kẻ phản bội, và hắn đang tìm cách giết cô bé nữ sinh. Băng nhóm nghe được lập tức tản ra tìm cô bé, nhưng lùng sục khắp nơi cũng không thấy đâu. Nữ sinh lúc này theo tờ giấy hẹn gặp đi tới tầng hầm. Hacker kiểm tra camera thì phát hiện, có một kẻ đã đặt bom dưới tầng hầm 10 phút trước. Season cùng hacker lập tức chạy đến tầng hầm. Phía nữ sinh đã tới chỗ hẹn gặp, hoàn toàn không biết ở đây có cài bom. Hai người kia vừa chạy tới nơi thì bom phát nổ. Mọi người nghe tiếng bom thì vô cùng hoảng sợ, nhưng bất ngờ nữ sinh vẫn an toàn bước ra. Cả nhóm họp bàn để tìm ra ai là kẻ phản bội. Bây giờ mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Phía ngoài Tae Hi đề xuất một cách thức táo bạo, đó là cắt điện toàn bộ ở đây để ngăn bọn cướp tiếp tục in tiền. Vì giáo sư sợ rằng đại tá Choi sẽ xét nghiệm con dao tìm ra danh tính của mình, nên mới nhờ anh hacker hủy hoại anh ta. Rất nhanh cảnh sát thấy tin nhắn của một người gửi đến cho bọn cướp, mà người gửi tin nhắn này chính là đại tá Choi.
Cảnh sát nghĩ rằng đại tá là đồng bọn với bọn cướp. Cùng lúc này đại tá đang ở chỗ chờ kết quả dấu vân tay trên con dao. Bất ngờ có một nhóm thanh tra tiến đến bắt giữ. Đại tá Võ Công Siêu đỉnh nhanh chóng phản kháng lại, dễ dàng khống chế một cảnh sát nhờ đó thoát đi. Trước khi đi còn cố tình chạy vào phòng xem kết quả. Mở ra liền phát hiện kẻ đứng sau băng cướp chính là giáo sư. Ra đến bên ngoài đại úy gọi tin nhắn thoại cho Tae Hee. Tên giáo sư chính là bạn trai của cô đó. Nhưng Tae Hee không nhận được tin nhắn vì hacker đã chặn rồi. Đại tá Choi tìm đến tận nhà để gặp Tae Hee. Không ngờ giáo sư đã chở sẵn dí súng. Đại tá thân thủ phi phàm tấn công ngược lại. Đáng tiếc đã bị giáo sư tiêm thuốc mê vào chân. Giáo sư bế đại tá Choi lên xe nhưng đã bị mẹ của Tae Hee nhìn thấy. Hết cách anh đành cầm súng đi vào để thủ tiêu bà. Lúc định ra tay với mẹ Tae Hee thì phát hiện bà dùng thuốc đãng trí. Biết bà đã quên việc vừa rồi nên anh bỏ đi luôn. Trong sở in tiền mọi người vẫn đang nghi ngờ nhau là gián điệp. Đông Su thì cứ cho rằng anh hacker phản bội nhóm. Vì ở đây mỗi anh ta bị lộ danh tính với cảnh sát mà thôi. Đương nhiên anh hacker lại cho rằng là người khác. Kết quả cả bọn bắt đầu chĩa súng vào nhau. Phía anh đầu chọc mang nước đến cho nhóm bị giam giữ. Lúc cúi xuống nhặt đồ thì bị anh cảnh sát Triều Tiên chuẩn bị tấn công. Bên này Tae Hee ra lệnh cắt điện toàn bộ sở in tiền. Lúc điện bị cắt là lúc anh béo cũng bị đánh. Giáo sư mất liên lạc hoàn toàn với đội nhóm của mình. Nhóm con tin hạ gục được anh béo liền cướp súng và trốn thoát. Anh cảnh sát Triều Tiên tập hợp hết 50 con tin lại. Tôi sẽ trực tiếp dẫn mọi người ra ngoài. Trên đường đi họ bị anh đầu chọc phát hiện. Cảnh sát Triều Tiên liền hạ gục anh ta. Nhân cơ hội đó nhóm con tin bỏ chạy điên cuồng. Đầu chọc sắp ngất vẫn cố nổ súng báo tin cho đồng đội. Bây giờ thì nhóm cướp đã biết là con tin bỏ chạy hết rồi. Season vào trạm quản lý bật nguồn dự phòng lên. Lúc đèn sáng thấy cả nhóm thấy đầu chọc nằm bất tỉnh. Giáo sư gọi điện vào cũng biết tình hình. Bằng khả năng dự liệu như thần, giáo sư báo con tin sẽ thoát ra bằng lối cửa sau. Quả nhiên mọi người đúng là đi theo hướng này. Nhưng tới trước cánh cửa mọi người đều sững sờ, vì nó đã được khóa bằng tia laser. Một người đẩy chiếc xe lao tới nhưng đã bị anh tóc buộc chặn lại. Đúng lúc này Đông Su và đồng đội tới nơi, tình hình hỗn loạn cũng được khống chế. Anh hacker báo với giáo sư tình hình đã ổn. Không ngờ đặc vụ Triều Tiên bất ngờ xông vào dí súng, ép hacker nối máy với cảnh sát bên ngoài. Đặc vụ nói con tin đang cố thoát ra yêu cầu cảnh sát hỗ trợ. Tae Hee liền cho đội đặc nhiệm tấn công để phân tán chú ý của nhóm cướp. Đặc vụ Triều Tiên tiện tay phá hủy hết thiết bị cắt kết nối của giáo sư. Anh ta lấy vỏ thuốc hiếm của Đông Su rồi rời khỏi. Phía cảnh sát cũng bắt đầu phá cửa của xưởng in tiền. Nhóm cướp và cảnh sát điên cuồng đấu súng. Băng đảng vì không có sự chuẩn bị nên lượng đạn của họ không có nhiều. Đấu súng một hồi đạn cũng dần cạn kiệt. Ngay lúc cả nhóm sắp hết đạn rơi vào nguy cấp, ở bên trên Season dùng một khẩu đại liên với uy lực cực mạnh tấn công phủ đầu làm cảnh sát phải lùi. Thấy cuộc đấu súng quá ác liệt, đặc vụ Triều Tiên ra hiệu cho tất cả con tin đi lên sân thượng. Tae Hee bên ngoài phối hợp thả bóng khí để họ nhảy xuống. Bên trong Đông Su đã đẩy lùi được cảnh sát ra ngoài, nhưng quay lại chả thấy các con tin đâu. Ở bên ngoài mọi người đã lên tới được sân thượng, túi hơi cũng sẵn sàng để mọi người có thể nhảy. Tóc buộc đã đuổi kịp cô thư ký, nhưng vì đã yêu nên anh kêu cô hãy mau chạy đi. Bên trên thứ tự ưu tiên là trẻ em phụ nữ, nhưng tên giám đốc ham sống nhất quyết đòi đi. Đen đuổi làm sao dây lại bị kẹt, khiến hắn ta lơ lửng ở trên tường không thể tụt xuống. Những người còn lại đánh liều nhảy xuống bóng hơi, cũng vì vậy mà nhiều người thoát được. Lúc này Đông Su đến nơi phá cửa. Khi thấy cô con gái của đại sứ Mỹ chuẩn bị nhảy xuống, Đông Su liều mình nhảy theo và tóm cô lại được. Những người còn lại gắng sức kéo cả ba người lên. Vậy là 25 con tin đã được giải cứu an toàn. Vì thiết bị liên lạc đã bị phá hủy hết, nên giáo sư cũng không liên lạc được với đội nhóm. Băng cướp bây giờ như rắn mất đầu. Hơn nữa râu rậm bị đặc vụ Triều Tiên đánh bây giờ đã chết. Các thành viên ai nấy đều khóc lóc đau buồn. Đồng đội tiến hành bảo quản cái xác của anh ta. Season thông báo với tất cả những con tin còn lại. Nếu để xảy ra chuyện nữa thì sẽ không tha. Nhưng các con tin bây giờ đều có thái độ chống đối. Họ còn thản nhiên vỗ tay trêu tức nhóm cướp ở đây. Cả nhóm hoang mang khi không thể liên lạc được với giáo sư nữa. Họ cũng không biết phải làm gì tiếp theo bây giờ. Đông Su Jun cũng lẩy bẩy vì thuốc đều đã bị bắn vỡ. Mọi người lại bắt đầu tranh cãi xem ai là tên phản bội, đẩy họ vào tình huống khốn khổ thế này. Đông Su sau đó ngã gục xuống đất rồi lên cơn co giật. Hóa ra tên gián điệp chính là cô trùm lừa đảo mắt xéo. Vì tên ứng viên đã bắt hai đứa con để điều khiển cô ta. Tình hình băng nhóm đứng trước nguy cơ sụp đổ, nhưng vẫn nằm trong dự liệu của chàng giáo sư. Hóa ra giáo sư vẫn còn một đội nhóm dự phòng. Đội nhóm thứ hai bây giờ chính là lúc cần dùng đến. Họ cũng giam giữ anh đại tá ở đây. Giáo sư ra lệnh cho cả nhóm rời đi thực hiện kế hoạch dự phòng. Phía đặc vụ Triều Tiên đưa cho Tae Hee lọ thuốc của Đông Su. Đây là thuốc dùng cho căn bệnh cực hiếm. Cấp dưới báo cả Hàn Quốc chỉ có vài bệnh nhân. Tae Hee ra lệnh tìm những người mua lượng lớn thuốc này. Phía Đông Su cũng đang nằm bất tỉnh vì thiếu thuốc. Vì thuốc đã bị phá hủy hết nên cả nhóm không biết làm sao. Mọi người đành cách ly Đông Su trong một căn phòng. Season đi vào hỏi thăm tình hình của anh ta. Tại đây hai người bàn ra một cách hay để tìm ra kẻ phản bội. Đông Su đứng dậy lấy một con dao dọc giấy, sau đó kề dao vào cổ của Season tiến ra bên ngoài. Anh nói Season chính là kẻ phản bội. Lúc này anh Chọc xuất hiện tại đây. Season lại lừa rằng hacker là kẻ phản bội.
Thế là anh Chọc liền đánh ngất Hacker. Khi tỉnh lại thì Hacker và Season đã bị trói trên bàn. Tất cả mọi người đều tập trung tại đây. Đông Su nói một trong hai đứa này là kẻ phản bội, tôi sẽ đẩy một người ra cảnh sát để trả thù cho anh béo. Nói xong Đông Su bấm nút để mở cửa xưởng đúc tiền. Hacker vì yêu thầm Season nên nhận mình là kẻ phản bội, nhưng Đông Su lại lạnh lùng đẩy cô gái ra ngoài. Đám cảnh sát thấy vậy liền lao đến bắt giữ Season. Phía Tae-hee nhận được cuộc gọi cấp dưới, báo đã tìm thấy nhà của người mua thuốc hiếm kia. Tae-hee nói đó có thể là nơi tên giáo sư đang ẩn náu. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Cô nàng Seo-un đang ngồi trong một chiếc xe gần đó, báo cho giáo sư Tae-hee xuất phát rồi. Tae-hee cùng lượng lớn cảnh sát ập đến nơi đó tìm kiếm giáo sư, chẳng hề biết đã rơi vào bẫy của anh ấy, bởi giáo sư cũng đứng từ xa để quan sát mọi chuyện. Tae-hee tìm thấy một căn phòng, xung quanh toàn biểu ngữ phản đối hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra, trên tường là hình ảnh của những quan chức tham dự, trong đó có cả ảnh của ứng viên tổng thống và cả Tae-hee. Cảnh sát phát hiện ở đây khắp nơi đều cài bom, họ vội vàng chạy hết ra bên ngoài thì giáo sư cũng cho kích nổ. Đương nhiên là giáo sư không muốn giết một ai. Seo-un báo cho giáo sư việc Đông-su đã giao nộp Season cho cảnh sát, nhưng giáo sư nói tôi đã đoán được ý định của Đông-su, hóa ra giáo sư và Đông-su lại là hai anh em ruột. Hồi nhỏ họ cùng nhau vượt biên để sang Hàn Quốc. Khi hai bố mẹ cùng họ đang bơi thì bị cảnh sát Triều Tiên phát hiện, mẹ của giáo sư cũng chết tại đây. Hôm đó, chỉ có bố và giáo sư thoát được, còn Đông Su thì bị bắt lại Triều Tiên. Hai anh em lần này lập kế hoạch cướp tiền của hội nghị thượng đỉnh, cũng là để trả thù bọn quan chức Triều Tiên và chia tiền cho dân. Phía Tae-hee đi vào thẩm vấn Season khai giáo sư là ai, nhưng cô gái cứng đầu nhất định không khai gì hết. Hết cách họ đành cho áp giải Season lên xe rời khỏi. Không ngờ đây là kế hoạch bí mật của Season và Đông Su, vì khi nãy lúc Đông Su đẩy Season ra ngoài, cô trùm lừa đảo đã ngăn cản và tự nhận mình là kẻ phản bội, bởi vì tên ứng viên đã khống chế hai đứa con nên tội phải nghe theo. Season và Đông Su chỉ giả vờ xung đột để cô phải lộ mặt. Đông Su nói tôi sẽ giả vờ là có xung đột nội bộ, việc đẩy Season ra ngoài là để cô ấy đi cứu con của cô nàng. Giáo sư chắc chắn sẽ hiểu ý đồ của tôi và cho người đi cứu Season khỏi cảnh sát. Mọi người cũng đồng ý tha thứ cho cô nàng lừa đảo. Phía cảnh sát đang áp tải Season đến trại giam, bất ngờ giữa đường có một chiếc xe chặn đầu họ lại. Những kẻ bịt mặt xuất hiện xịt sơn đen lên kính xe cảnh sát, họ còn đặt bom khắp nơi trên kính xe. Cảnh sát nhận thấy bom sắp hết giờ vội xuống xe đầu hàng. Cô nàng Seo-un tháo còng cho Season rồi giới thiệu, chúng tôi là đàn em trong đội dự phòng của giáo sư. Phía phòng chỉ huy của cảnh sát tên ứng viên cũng xuất hiện, hắn thông báo từ giờ sẽ đảm nhiệm nơi này, đồng thời đuổi cô vợ cũ Tae-hee nghỉ việc. Tae-hee đương nhiên cấp dưới là phải nghe theo. Giáo sư thông báo cho Season tên ứng viên có một biệt thự hẻo lánh, có lẽ đó là nơi hắn giữ hai đứa trẻ. Tại biệt thự này tên ứng viên cho rất nhiều người canh gác, cả nhóm quan sát cẩn thận số lượng kẻ địch, sau đó đeo mặt nạ lao vào tấn công. Nhưng theo lệnh giáo sư họ chỉ được dùng đạn giả hạ gục nhưng không làm chết đối phương. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, nhóm của giáo sư cũng đánh gục được hết bảo vệ ở đây, thành công cứu hai đứa nhóc của cô nàng lừa đảo. Nhưng lúc bế đứa bé ra ngoài lại chạm mặt Tae-hee, vì biết Tae-hee là người có thể tin tưởng được, nên Season liền giao cậu nhóc cho cô. Sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi. Lúc này Đông Su dùng súng đưa nữ sinh ra ngoài, yêu cầu quản ngục cũ của mình trực tiếp đến nói chuyện. Hắn ta bây giờ đã là quan chức cấp cao của Triều Tiên. Đông Su nói hôm nay tao sẽ vạch trần bộ mặt dơ bẩn của mày. Mày chính là kẻ đã giết hàng trăm tù nhân chỉ vì nổi hứng. Tên chính trị gia thừa nhận mình đã làm những chuyện này, nhưng chẳng phải cậu đã hít con gái của tôi để trả thù rồi sao? Hắn ta vu oan cho Đông Su để bẻ lái dư luận, nhưng không ngờ giáo sư đã cao tay hơn. Lúc này trên mạng phát sóng lại video băng nhóm đột nhập nhà ông nghị sĩ, chính là video cả nhóm lúc nãy tới giải cứu bé trai. Tiếp theo một kẻ đeo mặt nạ thông báo với công chúng, tên ứng viên Kim đã bắt một đứa trẻ để ép đồng đội tôi giết con gái đại sứ Mỹ. Người đó tháo mặt nạ chính là cô nàng Seo-un. Seo-un nói tôi chính là đứa con rơi của tên chính trị gia Triều Tiên, chính hắn đã hít tôi khi còn nhỏ. Hàng ngày trong trại giam hắn cho tấn và giết tù nhân để mua vui. Biết tôi và Đông Su yêu nhau hắn đã cố giết cả hai. Người đã đưa hắn đến hội nghị giả dối sắp tới chính là tên ứng viên tổng thống. Đông Su nói hội nghị này chỉ là thủ đoạn để bọn này lợi dụng in tiền. Sau hội nghị 1 triệu tỷ sẽ chảy vào túi của bọn chúng. Số tiền này đáng ra phải thuộc về người dân các bạn. Báo chí và dư luận bắt đầu phẫn nộ với tên ứng viên và chính trị gia Triều Tiên. Và bên trong Đông Su nói với hacker chúng ta phải đón Season về bằng cách thả vài con tin ra để gây nhiễu loạn. Đông Su liền báo với tất cả các con tin, tôi sẽ cho một số con tin được ra bên ngoài. Nếu ai chọn ở lại để giúp đỡ chúng tôi thì sẽ được thưởng 3 tỷ. Ứng viên cùng chính trị gia Triều Tiên và tài phiệt bàn luận, họ đang tìm cách để tổ chức tấn công vào sở in tiền. Bất ngờ thấy băng cướp đang livestream, Đông Su tuyên bố sẽ thả một số con tin vào 3 giờ chiều. Ứng viên vội gọi cho sở trưởng mau cắt mạng Internet, nhưng sở trưởng nói không thể nào cắt mạng toàn quốc ra được. Ông tài phiệt ô tuyên bố, hội nghị thượng đỉnh nhất định phải diễn ra trong 3 ngày nữa. Hai ông muốn sống thì phải bắt lũ cướp kia trước 3 ngày. Giáo sư ở nhà nhìn tin tức thả con tin, bằng khả năng suy luận ông lập tức hiểu ra ý đồ, chính là nhân cơ hội này đưa Season vào sở.
giáo sư dặn phải báo cho đội nhóm thay đổi kế hoạch, nếu không cả nhóm sẽ không thể thoát ra. Trong sở đúc tiền đông xu cho con tin chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại trợ giúp băng cướp sẽ nhận được 3 tỷ won, còn nhóm không muốn tiền thì sẽ chiều nay sẽ được thả. Nhóm con tin ở lại được dẫn vào trong tiếp tục đào hầm, Tehi được cho tạm nghỉ đến gặp giáo sư xin lỗi. Trong phút chốc cảm động đã để lộ tình cảm với anh, sau đó cô rời đi để ra về, giáo sư chạy theo rồi ôm chầm lấy Tehi. Chuyện ngoài dự tính là giáo sư đã yêu Tehi mất rồi. Cả hai sau đó bàn tính kế hoạch cùng nhau du lịch. Giáo sư đưa cho Tehi bức hình của thành phố Kherson, tiết lộ mình sẽ đến nơi này nghỉ dưỡng những ngày cuối đời. Bố anh cũng mắc chứng suy giảm trí nhớ như mẹ em, đáng tiếc ông ấy không thể đến được đó. Cả hai đều đồng ý sẽ đến nơi này. Rất nhanh đã đến thời điểm 3 giờ để thả con tin. Giáo sư dẫn Season cùng đội nhóm xuất phát để vào sở in tiền. Bên ngoài sở in tiền phóng viên đến vô cùng đông. Ứng viên ra lệnh hãy đuổi hết phóng viên khỏi hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ cảnh sát bao vây sở in đúc. Phía cô thanh tra đang lái xe ra về, đột nhiên nhớ giáo sư nói bố anh cũng giống mẹ em. Tehi cảm thấy kỳ lạ, bởi cô chưa từng nói cho giáo sư biết mẹ mình bị suy giảm trí nhớ. Phía giáo sư đã ở bên ngoài xưởng đúc tiền, anh nhận ra cảnh sát đặc nhiệm đã bao vây tứ phía, đồng thời không còn người dân và phóng viên ở đây. Tình hình này là vô cùng nguy hiểm với bọn họ, nhưng đến nước này Đông Su vẫn quyết định làm liều. Đông Su cho tập hợp các con tin trước cửa. Anh hít một hơi thật dài rồi ấn nút mở cửa xưởng đúc. Anh hacker cho phát trực tiếp để hạn chế việc cảnh sát tấn công. Nhưng bất ngờ mạng Internet toàn quốc bị cắt. Đây là quyết định táo bạo của tên ứng viên tổng thống. Đông Su sau đó thả những con tin ra bên ngoài. Lúc con tin bỏ chạy hai hàng về phía trước, Season lái một chiếc mô tô phóng vào theo chiều ngược lại. Cô gái hết tốc lực để tiến vào xưởng đúc tiền. Seoul cũng điều khiển hàng trăm flycam bám theo, mục đích để gây nhiễu loạn lính bắn tỉa. Tình hình lúc này phải nói là hỗn loạn vô cùng. Nhóm cướp rất vất vả để chống lại lính bắn tỉa. Tuy họ đã thành công vào trong và ấn nút đóng cửa, cả nhóm vui mừng ôm nhau thắm thiết. Season cũng đưa thuốc tiếp ứng vào cho Đông Su, nhưng không ai biết rằng ông bố của tóc buộc đã bị trúng đạn. Ông cố tình vào nhà vệ sinh giấu đi vì không muốn mọi người buồn. Phía Tehi về nhà gặp mẹ hỏi đã từng gặp anh giáo sư chưa. Bà mẹ nói đã thấy cậu ấy đến đây vào buổi tối bắt người, nhưng đang nói đến đây bà mẹ lại mất trí nhớ. Tehi cố gắng hỏi cũng không được gì. Cô lập tức đến sở tư pháp, nhớ lại hình như giáo sư luôn lợi dụng mình để nắm được các tình tiết hỗ trợ bọn cướp. Qua điều tra từ cấp dưới đại tá Choi, cho thấy người yêu cô là người Triều Tiên và cũng là kẻ đứng sau bọn cướp. Tehi bật khóc khi biết mình bị giáo sư lợi dụng và bản thân vô tình hỗ trợ băng cướp của anh ta. Phía đại tá Choi bẻ tay của mình để tự tháo còng. Khi chạy ra ngoài, anh phát hiện căn cứ này có rất nhiều bom, đồng thời dưới đất có một cái hầm bí mật. Đại tá lập tức hiểu ra băng cướp muốn thoát qua hầm. Giáo sư và Seoul về thì phát hiện đại tá đã bỏ trốn. Cả bọn giáo giết đuổi theo anh ta ra đường. Tên đại tá Triều Tiên đã bị thương nhưng võ thuật cực đỉnh, đến một ngã tư khi mọi người bao vây được hắn ta từ bốn hướng. Vào lúc nguy cấp, đặc vụ Triều Tiên sẽ làm những điều điên rồ. Đại tá nhanh trí nhảy thẳng vào một chiếc xe tự gây tai nạn. Người dân vây đến xem tình trạng của đại tá, khiến giáo sư và đồng bọn không thể làm gì hơn. Trong xưởng in tiền, Season thông báo với cả nhóm, giáo sư dự đoán hội nghị liên triều sẽ được tổ chức sớm hơn một ngày, vì vậy trong ngày mai chúng ta bắt buộc phải rời khỏi đây. Tiền đã in xong nên họ phải tăng tốc đào hầm. Lúc này mọi người đã phát hiện ra bố của tóc buộc bị thương. Tình hình ngày càng không ổn. Đông Su khống chế thư ký tiến ra bên ngoài. Anh yêu cầu đội y tế đi vào cứu chữa cho một đồng đội, nhưng tên ứng viên nhất định không đồng ý. Để cho bọn cướp bắn con tin thì hắn càng có lý do tấn công. Đông Su hết cách đành phải kéo thư ký vào. Tình hình trở nên cực kỳ tệ hại khi hầm chưa đào xong mà dâu rậm lại đang bị trọng thương sắp chết. Mọi người cãi nhau củ tỏi cả lên. Tóc buộc đề nghị đưa ông bố cho cảnh sát chữa trị, nhưng dâu rậm nói tao thà chết chứ không chịu ngồi tù. Bây giờ cách duy nhất là mau chóng đào hầm để mọi người cùng thoát. Giáo sư cho người đến viện tiêm thuốc mê đại tá Choi, nhưng khắp nơi đều là cảnh sát không làm gì được. Giáo sư lo lắng nếu đại tá Choi tỉnh lại thì kế hoạch thất bại mất. Seoul đề nghị với giáo sư tiếp tục lợi dụng cô thanh tra Tehi để anh trực tiếp tới viện tiêm thuốc cho hắn. Phía Tehi biết giáo sư lợi dụng mình thì cay cú lắm. Cô tương kế tự kế muốn một mẻ tóm gọn băng nhóm của giáo sư. Rất nhanh giáo sư nhận được cuộc gọi của cô ấy. Tehi giả vờ nhờ người yêu chở mình đến viện thăm đại tá Choi. Giáo sư chưa biết bị lộ lập tức đồng ý, anh lập tức phóng xe tới đón Tehi. Rất nhanh hai người đã vào trong bệnh viện. Giáo sư không biết khắp nơi cảnh sát mật vụ đã theo dõi. Vào phòng bệnh, nam chính thấy anh đại tá đang nằm bất tỉnh. Tehi đại tá cha bị bọn cướp truy đuổi, nếu tỉnh lại đại tá sẽ cho biết đó là ai. Nói xong Tehi giả vờ ra ngoài để nói chuyện với bác sĩ. Giáo sư ở lại định tiêm cho đại tá một mũi thuốc, nhưng chưa kịp thì Tehi tiến vào nên anh vội dừng. Tehi nói với giáo sư, bác sĩ bảo phải mất vài ngày thì anh đại tá mới tỉnh. Tehi sau đó giả vờ ôm giáo sư để gài lên cổ áo thiết bị định vị. Giáo sư đi về mà không hề biết gì. Tehi nói với cấp dưới chúng ta cần tóm gọn cả ổ. Sau đó cô cùng nhiều xe cảnh sát đuổi theo giáo sư nhờ định vị. Rất nhanh đã tìm tới được xào huyệt của nam chính. Họ thấy giáo sư để xe ở hầm của tòa nhà bỏ hoang. Cả đội lập tức tiến lên trên để tóm cả nhóm.
Không ngờ trên phòng trống rỗng không hề có ai, chỉ có chiếc áo khoác của giáo sư cùng thiết bị định vị. Tae-hi vô cùng bất ngờ vì lại bị giáo sư bắt bài. Thì ra vài phút trước Seo-un gọi báo giáo sư Tae-hi đang đi theo ngài, bởi nhóm của giáo sư cũng có định vị xe của cô ấy. Giáo sư hốt hoảng kiểm tra phát hiện ra cái định vị, nhờ vậy mới xoay chuyển tình thế trước Tae-hi. Tae-hi báo cáo tình hình cho ông sở trưởng. Ông sếp tức giận vì cô đã để thoát giáo sư. Kết quả Tae-hi tạm thời bị đình chỉ công tác. Cô gái tức giận lắm nhưng không làm được gì. Mọi người trong băng đảng ra sức để đào hầm vì thời gian còn lại rất ít. Đầu bên kia nhóm thứ hai cũng đang đào hầm cật lực. Lúc đang đào bới hăng say, tóc buộc và hacker nghe thấy tiếng động. Vậy là hai đầu hai bên đã có thể nghe thấy nhau. Rất nhanh họ đào thông được một lỗ sang bên kia. Ba người đang vui mừng hò reo vì sắp thoát được ra ngoài. Thư ký liền kêu tóc buộc mau đến gặp bố. Tóc buộc chạy đến thì bố đã ngất lịm. Ông bố chỉ kịp nói lời sau cùng rồi ra đi. Mọi người khóc lóc đau buồn vì một người nữa rời bỏ. Phía Tae-hi bị đuổi việc vẫn không từ bỏ vụ án. Cô cầm bản đồ thành phố nghiên cứu chăm chăm, suy đoán ra được vị trí thuận lợi nhất mà giáo sư để căn cứ. Hôm nay đã đến ngày tổ chức hội nghị, rất nhiều người dân mặc đồ băng cướp biểu tình. Họ phản đối việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Tất cả việc này đều diễn ra theo đúng kế hoạch của giáo sư. Tên ứng viên ra lệnh cho ông sở trưởng, khi ký kết xong hiệp ước hãy xông vào trấn áp ngay. Nhưng không phải là bắt giữ mà là phải giết sạch. Sau đó tên nghị sĩ tiến vào tham dự hội nghị liên triều. Giáo sư lúc này trở về hang ổ, nhưng Tae-hi đã chờ sẵn với một khẩu súng. Trong tình huống khó khăn này, giáo sư đành dùng đến chiêu bài thao túng tâm lý. Hội nghị liên triều kia chẳng phải hợp tác cái gì, mà chỉ là cái cớ in 1 triệu tỷ cho bọn quan chức. Cô thanh tra hỏi sao anh biết việc đó. Giáo sư liền trả lời chính anh nghĩ ra mô hình này. Tae-hi trách từ đầu anh đã tiếp cận để lợi dụng tôi. Giáo sư nói ban đầu là vậy, nhưng sau đó anh đã thật sự yêu em. Nhân lúc Tae-hi lơ đãng, giáo sư liền cướp luôn súng. Sau đó thì nổ một phát súng giáp tai. Giáo sư tiến xuống căn hầm đào đất cùng mọi người, rất nhanh đã thông sang được bên kia. Mọi người ôm lấy giáo sư thắm thiết. Giáo sư lên bên trên hội ngộ với Đông Xu và các thành viên, đồng thời 1 triệu tỷ họ cũng đã in xong trước mắt. Ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở. Nhưng ở bên ngoài đột nhiên đại tá Choi tỉnh dậy. Cùng lúc buổi ký kết cũng đã diễn ra xong xuôi, bây giờ chỉ cần xông vào xưởng đúc tiền giết sạch bọn cướp và lấy hết 1 triệu tỷ đi là xong. Tên nghị sĩ ra lệnh cho sở trưởng lập tức tấn công sở in tiền. Sở trưởng liền ra lệnh cho cấp dưới xung phong. Trong sở in tiền mọi người đang gấp rút vận chuyển, vì 1 triệu tỷ có khối lượng cực lớn nên mọi người phải dùng xuồng máy di chuyển trên con sông ngầm. Bên trên tất cả đặc vụ đã xông tới trước cửa. Si Sơn và anh hacker cũng sắp xếp chướng ngại để cản đường cảnh sát. Vừa nhìn lên đã thấy trực thăng bay trên đầu. Ngay sau đó nhóm cảnh sát đu dây xuống. Cả hai thấy vậy lập tức bắn trả quyết liệt. Một tên bấm nút để mở cửa xưởng đúc tiền cho đồng đội xông vào. Chúng có khiên chắn đạn hoàn toàn áp đảo nhóm cướp. Tóc buộc vội kêu tất cả con tin xuống hầm trú ẩn. Bây giờ cảnh sát có vẻ muốn giết hết cả cướp và con tin. Bên trên hai người vẫn bị áp đảo không thể ngó đầu lên nổi. Season phải dùng tới súng liên thanh mới khiến họ ngừng tiến lên. Nhưng trong lúc đó thì một nhóm đi vòng đường khác. Họ bắn phát đạn hạ gục Season. Đúng lúc nguy cấp thì đồng đội tới hỗ trợ. Cảnh sát bây giờ ồ ạt tiến lên không còn gì cản nổi. Thấy cả nhóm rơi vào tình thế nguy cấp, cô nàng lừa đảo bắn lên trần nhà để kính rơi xuống. Đông Xu xông ra dùng súng liên thanh tiếp tục nã đạn, kết hợp cùng cô nàng chống trả tới cùng. Phía Season đã tỉnh lại vì cô mặc áo chống đạn. Cả bọn tiếp tục nã đạn điên cuồng về phía cảnh sát. Do băng đảng sở hữu toàn vũ khí hạng nặng hàng khủng, nên uy lực khiến cảnh sát chao đảo không thể tiến lên. Tae-hi lúc này bị trói dưới tầng hầm, cô cố gắng cuối cùng cũng thoát được ra. Bên trên cảnh sát ồ ạt phóng hơi cay vào, mọi người không có mặt nạ vội vàng bỏ chạy. Họ cùng nhau rút xuống tầng hầm, nhờ vậy cảnh sát thuận lợi tiến vào bên trong. Anh cảnh sát Triều Tiên vì đã từng ở đây, liền dẫn mọi người xuống tầng hầm hôm trước anh đã đào. Tại đây họ phát hiện những con tin đang mặc áo cướp, bây giờ họ đã biết đây chỉ là căn hầm giả. Bên này băng đảng đang lần lượt xuống căn hầm thật để tẩu thoát. Vì căn hầm ở trong kho chứa tiền, nên cảnh sát tới nơi cũng không mở được cửa. Cả nhóm thuận lợi hội ngộ ở hang sâu dưới lòng đất. Họ cần thoát đi thật nhanh và đánh bom sập nơi này. Tae-hi lúc này đã chạy ra được đường lớn. Cô vội gọi điện về báo vị trí cửa hầm ở đầu bên kia của nhóm cướp. Cảnh sát ồ ạt lao tới nơi này. Tae-hi đến hang ổ của giáo sư rồi tiến xuống đường hầm bí mật. Băng nhóm lúc này đã rời đi khá xa. Họ muốn đánh sập đường hầm nhưng bom không nổ. Hơn nữa cảnh sát bên trên đã sắp phá được cửa rồi. Đông Xu kêu mọi người chạy trước, còn anh cầm súng Tiểu Liên ở lại chặn đường. Nói xong anh đẩy cô nàng đi trước, còn mình ở lại bắn cháy hết điện chuẩn bị sẵn sàng. Giáo sư gọi điện xe tải đến chờ tiền đi, nhưng tài xế thông báo cảnh sát đã vây hãm căn cứ mất rồi. Nam chính thất thần vì việc này ngoài dự tính. Đông Xu gọi cho giáo sư báo em sẽ ở lại chấp nhận hy sinh, mong mọi người có thể sống sót. Nói xong Đông Xu liên tục xả đạn về phía lỗ hổng. Cảnh sát nhìn qua gương thấy có một người. Khi súng của Đông Xu bắn mãi tới lúc hết đạn, anh cảnh sát Triều Tiên liền ném lựu đạn vào trong. Tiếng nổ lớn khiến Đông Xu choáng váng, nhưng cảnh sát xông vào đã không thấy anh đâu. Thì ra người yêu là Seo-un kịp thời tới kéo anh đi khỏi. Đặc nhiệm thấy căn hầm liền xuống đuổi theo. Seo-un nhắm chuẩn quả bom phát nổ đánh sập được căn hầm. Giáo sư nghe tiếng nổ tưởng rằng em trai đã chết. Anh khóc lóc đau buồn vì chưa tính tới khả năng này.
giáo sư lấy bức vẽ của bố mình ném xuống nước, sau đó gọi điện cho tên nghị sĩ Kim, tôi sẽ đầu thú và giao lại 1 triệu tỷ, đổi lại chỉ cần cách thành viên nhóm tôi được sống. Đang nói thì Season tới ném điện thoại giáo sư đi, đang vào lúc tuyệt vọng nhất, giáo sư nhìn xuống tấm bản đồ đường hầm của bố mình vẽ ra, phát hiện một lối thoát bí mật, bố của giáo sư trước khi chết đã tính được khả năng này. Giáo sư liền quay lại báo với mọi người đường thoát. Nhóm thứ hai của giáo sư lúc này đang điên cuồng đặt bom dưới quảng trường. Đây là kế sách phải nói là cực đỉnh. Phía đại tá Choi chỉ điểm những chỗ phục kích để bắt băng cướp cho nghị sĩ. Cảnh sát điện về phát hiện rất nhiều bom ở bên dưới quảng trường. Bây giờ họ cần di tản người dân. Không ngờ nghị sĩ không cho phép di tản dân chúng, tránh bọn cướp trà trộn vào dòng người rồi tẩu thoát đi. Thà chết 10.000 dân cũng phải giữ được số tiền đó lại. Tehi gào lên sao lại có ứng viên tổng thống ác như mày? Nhưng tên nghị sĩ mặc kệ đuổi cô vợ cũ ra. Trên quảng trường có vạn người biểu tình phản đối hội nghị, mà ngay bên dưới là hàng trăm quả bom. Nghị sĩ bảo để cho bom nổ chết hết vạn dân biểu tình này. Đại tá Choi nghe thấy tên nghị sĩ quá ác độc, cũng vứt băng gạc phản đối mà bỏ ra ngoài. Phía đội đặc nhiệm gỡ bom nhưng không được, đành bỏ chạy. Ngay sau đó hàng trăm quả bom phát nổ, nhưng chỉ là những tiếng nổ bật nắp cống. Sau đó từ những nắp cống rất nhiều con lợn khí bay lên, cả thành phố tràn ngập hàng trăm con lợn màu đỏ khổng lồ. Đang lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những chú heo liền phát nổ, bên trong là những cơn mưa tiền trút xuống. Những người đang ở quảng trường thi nhau lượm tiền, đây chính là một nửa số tiền của 1 triệu tỷ. Nhóm cướp cố tình phân phát đều cho người dân phản đối hội nghị. Tehi biết tin này cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, chỉ có tên tài phiệt và ứng viên là vô cùng tức giận. Phía giáo sư đã tìm được một con đường mới để tẩu thoát, không ngờ bố của giáo sư lại tính được nước đi này trước cả 20 năm. Ra bên ngoài, những xe tải chờ tiền cũng đứng chờ sẵn. Phía Tehi nói tới đại tá Choi, tôi biết giáo sư đi đâu, bởi anh ta từng nói với tôi có một đường hầm nối giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, anh hãy giúp tôi trốn thoát là được. Đại tá liền tấn công cảnh sát để Tehi lái xe bỏ đi. Băng đảng giáo sư thuận lợi chất tiền lên xe lửa biến mất khỏi Hàn Quốc. Mọi việc đến lúc này vẫn theo dự tính. Bất ngờ giáo sư nhận được điện thoại của Đông Su, hóa ra Đông Su cùng Seo-un thoát ra bằng nắp cống, hòa vào dòng người đang nhặt tiền tẩu thoát thành công. Giáo sư và đồng đội nghe vậy vô cùng mừng rỡ, cả nhóm lên xe lửa nhưng giáo sư vẫn chần chừ. Season hỏi có phải giáo sư đang đợi Tehi phải không? Có lẽ cô ấy đang đến đây vì cô ấy thật sự rất giỏi. Quả thật lúc giáo sư chuẩn bị bước lên xe lửa, Tehi cũng tới. Cô thanh tra chĩa súng nói sẽ bắt anh ra tòa. Giáo sư hỏi vì anh phá âm mưu của bọn chính trị ra bẩn, hay là vì anh đã lừa dối em? Giáo sư sau đó mặc kệ Tehi nhảy lên xe lửa đang lăn bán. Tehi lặng lặng nhìn theo không hề bóp cò. Cô vừa bị thao túng tâm lý vừa bị yêu anh. Băng đảng theo đường tàu hỏa đi tới tận một quốc gia châu Âu, đó là thành phố Kherson mà giáo sư từng nhắc tới. Truyền thông và cảnh sát đều không tìm được bất cứ tin tức gì từ họ, nhưng vụ việc 1 triệu tỷ làm chấn động người dân cả nước. Cảnh sát điều tra mới biết là hội nghị thượng đỉnh liên triều cố tình in ra, nhưng tên ứng viên tổng thống vẫn dễ dàng phát biểu bẻ lái dư luận. Riêng Tehi bị điều tra suốt 1 năm vì nghi ngờ dính líu tới nhóm cướp, nhưng có một luật sư quốc tế bào chữa cho Tehi vô tội, mà phí bào chữa là người nước ngoài thanh toán rồi. Tehi chợt nhớ tới chàng giáo sư. Cô về nhà tìm lại bức hình ngôi làng giáo sư hứa đưa mình đi du lịch. Tehi lập tức bay đến nơi này. Cô thành công tìm được địa điểm như trong bức ảnh. Bất ngờ giáo sư xuất hiện rủ cô đến cửa hàng cà phê của mình. Tehi cứ nghĩ sẽ được sống ở đây hạnh phúc, nhưng giáo sư nói anh sẽ làm tiếp phần 2. Phim tới đây là hết. Các bạn thấy sao thì bình luận bên dưới nhé. Bye bye.